Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Sau đây là điểm nóng Fresh tuần từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 10. Sức nóng của lạm phát. Các ngân hàng trung ương đang cảm thấy sức nóng của giá năng lượng cao hơn và cách họ phản ứng với rủi ro lạm phát tăng cao sẽ tạo ra nhịp điệu trên thị trường Forex. Một dữ liệu biên chế phi nông nghiệp nên form tốt sẽ giúp Fed đi đúng hướng cho việc tapering vào cuối năm và hướng đến việc thắt chặt chính sách vào năm tới, khiến đồng đô la được hỗ trợ. Mời mọi người cùng tham khảo một số nhận định cho thị trường tiền tệ trong tuần mới nhé. Đối với đồng đô la, sẵn sàng để thiết lập các mốc cao mới. Đồng đô la gần đây đã được đẩy lên mức cao nhất trong năm khi cả ngân hàng trung ương và nhà đầu tư đều đánh giá lại bản chất nhất thời của lạm phát và những gì các ngân hàng trung ương dự định làm với nó. Thúc đẩy sự đánh giá lại đó chính là bởi dự phóng lãi suất của Fed, biểu đồ dot plot và giá năng lượng tăng cao. ING cho rằng một động thái về lãi suất ngắn hạn của Mỹ đã đóng một vai trò quan trọng trong sức mạnh đồng đô la thời gian gần đây và cả hai chủ đề đó sẽ được chú ý trong tuần này. Đầu tiên là liệu báo cáo nền farm có đủ để giữ cho Fed đi đúng hướng trong việc tapering vào tháng 11 và trên đà thắt chặt vào cuối năm 2022 hay không? ING cho rằng câu trả lời là có. Thứ hai là liệu OPEC cộng có tăng nguồn cung cho cuộc họp vào thứ hai thêm 400.000 thùng trên ngày hay không? Và ING cho rằng câu trả lời vẫn là có, nhưng giá khí đốt tăng cao vẫn có thể được duy trì thêm một thời gian và nỗi lo lạm phát mới là tâm điểm. Ngoài ra, vấn đề trần nợ của Mỹ vẫn sẽ là đe dọa cho nhóm tài sản rủi ro và thời điểm mà kỳ vọng thu nhập đang được điều chỉnh thấp hơn. Về mặt kỹ thuật, đồng đô la đang trên đà bứt phá đáng kể và một báo cáo phiên làm mạnh mẽ của Mỹ có thể củng cố xu hướng đó. Dự báo chỉ số đồng đô la trong tuần là 94.08, dự báo xu hướng trong tuần là tăng nhẹ, dự báo biến độ trong tuần là 93.8 đến 95, mục tiêu một tháng là 95. Đối với đồng euro, các quan chức bồ câu bắt đầu cảm nhận sức nóng. Lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu đã bị đẩy lên 3.4% hàng năm trong tháng 9, trong khi lạm phát lõi thì ở mức 1.9%. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã kỳ vọng lạm phát cao hơn, nhưng rõ ràng là không cao như vậy. Cho đến hiện tại, những quan chức bồ câu tại ECB vẫn thoải mái xem lạm phát cao chỉ là nhất thời và cảnh báo chống lại bất kỳ phản ứng thái quá nào. Trong tuần tới, biên bản họp chính sách của ECB sẽ được công bố và nó sẽ được theo dõi chặt chẽ bởi một số thành viên để lo ngại rằng dự báo lạm phát đang quá thấp. Về mặt dữ liệu, sẽ có một số dữ liệu PMI và tâm lý nhà đầu tư được công bố. Đối với cặp EURUSD, vùng 1.15 là một hỗ trợ mạnh và có thể được kiểm tra trong tuần này, miễn là nền phòng của Mỹ không gây thất vọng và các quan chức bồ câu của ECB không thay đổi lập trường. Dự báo tỷ giá cặp EURUSD trong tuần là 1.16, dự báo xu hướng trong tuần là giảm nhẹ, dự báo biến độ trong tuần là 1.15 đến 1.1650, mục tiêu một tháng là 1.15. Đối với đồng yên Nhật, áp lực từ giá năng lượng. Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản là Fumio Kishida và ông được coi là một ứng viên tiêu cực cho chính sách Abenomics và đồng yên Nhật. Sự tiêu cực đối với đồng yên Nhật còn được gây ra bởi sự gia tăng giá năng lượng. Chúng ta sẽ sớm thấy tài khoản vãng lai của Nhật xấu đi do thâm hụt thương mại. Cặp đô la yên Nhật đã bị từ chối tại khu vực 112 trong tuần qua. Tuy nhiên, giá năng lượng cao hơn và các yếu tố cơ bản khác có thể khiến nó được mua trở lại quanh vùng giá 111. Dự báo tỷ giá cặp USD/JPY trong tuần là 111.06, dự báo xu hướng trong tuần là tăng nhẹ, dự báo biến độ trong tuần là 110.50 đến 112, mục tiêu một tháng là 112. Đối với đồng bảng Anh, rủi ro đình lạm và động thái của BOE. Sự biến động của đồng bảng Anh đã tăng lên rõ rệt kể từ tháng 9 và hiện đã quay trở lại mức được thấy lần cuối vào tháng 7.
thị trường có vẻ không chắc chắn về cách giao dịch đồng bảng Anh liên quan đến cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại và những lo ngại sớm về đình lạm, hay còn gọi là stagflation, và nó có thể khiến BOE sớm thắt chặt chính sách. Trong ngắn hạn, ING dự đoán rằng cặp GO sẽ khó có thể phá vỡ khu vực 1.3570 đến 1.2620. Hiện tại, thị trường đã định giá khả năng tăng lãi suất 10 điểm cơ bản tại cuộc họp của BOE vào tháng 11 và 50 điểm cơ bản khác vào năm 2022. Quan chức Ramsden sẽ phát biểu vào thứ Ba và ông là một tay diều hâu và gần đây đã bỏ phiếu để kết thúc sớm việc mua trái phiếu. Hãy xem liệu ông có thể đổ thêm dầu vào lửa đối với việc sớm thắt chặt chính sách của BOE hay không. Dự báo tỷ giá cặp GBP Pound USD trong tuần là 1.3550. Dự báo xu hướng trong tuần là giảm nhẹ. Dự báo biên độ trong tuần là 1.34 đến 1.36. Mục tiêu một tháng là 1.34. Đối với đồng đô la Úc, RBA khó tả bất ngờ. ING cho rằng khả năng ngân hàng trung ương Úc RBA gây bất ngờ vào tuần tới là khá thấp, bởi họ đã thông báo sẽ đóng băng các công cụ chính sách của họ cho đến tháng 2 năm 2022. Trong đánh giá về triển vọng kinh tế, RBA có khả năng hoan nghênh việc nới lỏng các hạn chế phòng dịch ở Úc, nhưng có thể kiềm chế, không thể hiện sự lạc quan quá nhiều khi xét đến rủi ro của bất ổn tài chính, suy thoái kinh tế ở Trung Quốc và sự sụt giảm nghiêm trọng giá quặng sắt. Evergrande và tâm lý rủi ro toàn cầu có khả năng làm lu mờ bất kỳ động thái nào sau RBA. Trong khi các mảng xuất khẩu than và khí đốt tự nhiên của Úc có thể phần nào bảo vệ cho đồng AUD khỏi các tác động tâm lý rủi ro khi giá năng lượng vẫn tăng. Dự báo tỷ giá cặp AUD USD trong tuần là 0.7260, dự báo xu hướng trong tuần là giảm nhẹ, dự báo biến độ trong tuần là 0.7160 đến 0.73, mục tiêu một tháng là 0.72. Đối với đồng đô la Canada, đà hồi phục bị thử thách. Đồng CAD vẫn đang hưởng lợi từ việc giá khí đốt tự nhiên tăng mạnh, nhưng trong tuần mới, tâm lý rủi ro và sức mạnh của đồng đô la có thể thử thách khả năng phục hồi của đồng tiền này. Về mặt dữ liệu, trọng tâm sẽ là dữ liệu việc làm tháng 9. Dữ liệu này sẽ được công bố cùng với ngành phòng của Mỹ. ING kỳ vọng, báo cáo việc làm này sẽ xác nhận tâm lý lạc quan gần đây về triển vọng kinh tế Canada, cũng như kỳ vọng của thị trường về việc BOC sẽ thắt chặt nhiều hơn trước cuối năm. Dự báo tỷ giá cặp USD/CAD trong tuần là 1.2670, dự báo xu hướng trong tuần là trung lập, dự báo biên độ trong tuần là 1.2620 đến 1.28, mục tiêu một tháng là 1.26. Trên đây là các phân tích cho thị trường tiền tệ trong tuần mới. Mọi người có thể tham khảo để có kế hoạch giao dịch cho phù hợp nhé. Nếu thấy video này hay hoặc hữu ích thì các bạn cũng đừng quên like, share và comment là tôi quan tâm để ủng hộ mình cũng như đội ngũ Trader Việt. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì đừng quên nhấn vào nút subscribe cũng như hình chuông nhỏ nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ, mình chúc mọi người sẽ có một tuần giao dịch mới thành công và nhiều thuận lợi. Hẹn gặp lại các bạn trong những điểm nóng first tuần tiếp theo.